Công an vào cuộc xác minh vụ người đàn ông đạp đổ bàn xét nghiệm của nhân viên y tế ở thành phố Hồ Chí Minh. Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông hùng hổ quát mắng đội ngũ nhân viên lấy mẫu xét nghiệm, thậm chí còn đá phăng bàn làm việc của lực lượng chức năng đang gây xôn xao. Theo diễn biến và những lời chia sẻ trong clip, đội ngũ nhân viên y tế đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho người dân thì người đàn ông nhà bên cạnh chạy ra tỏ thái độ không đồng ý. Đối tượng liên tục quát tháo, hét lớn, biến, thậm chí còn mất bình tĩnh mà đá văng chiếc bàn bên cạnh, không cần biết có mẫu bệnh nào trên đó hay không. Lý giải cho hành động này, người đàn ông nói, tại sao các ông không ra kia các ông làm, công viên không làm, chỗ công cộng không làm, mọi người sợ dịch bệnh, tôi cũng sợ chứ. Nhận thấy người đàn ông quá mất bình tĩnh và không muốn làm ầm ĩ mọi việc, đội nhân viên y tế thu dọn lại đồ đạc rơi vương vãi dưới nền đất, đồng ý chuyển địa điểm lấy mẫu cho dân. Liên quan đến sự việc trên, chiều ngày 22 tháng 7, ông Lê Quốc Khanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, cho hay đã nắm được thông tin chia sẻ trên mạng xã hội. Ngay sau đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phước Kiển chỉ đạo Công an xã Phước Kiển mời người này về làm rõ, xử lý theo quy định. Sự việc có phải diễn ra như mạng xã hội chia sẻ rằng người này không cho tổ công tác lấy mẫu trước nhà mình hay không thì công an xã sẽ xác minh, lập hồ sơ để xác định hành vi, xử lý và sẽ có kết quả báo cáo về Ủy ban Nhân dân xã. Sau đó, xã sẽ thông tin kết quả xử lý, ông Khanh chia sẻ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn đừng quên ấn like, share và để lại bình luận của mình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.